Bữa nay mùng 6 Tết thì lâu lâu mình cũng đổi gió. Bữa nay em chỉ nấu nồi bún cá lóc ăn, lâu lâu cũng thèm. Thì còn mùng thì còn Tết, nói vậy thôi chứ mấy bữa nó cũng đi làm tiếp rồi. Đây là bún cá lóc thì mình sẽ có cá lóc nha, cá lóc thì mần sẵn hết rồi. Đây là ngải bún. Đó, ngải bún đen hồi mình trụng cho nước bún mình ngon. Sau đó có sả với tỏi. Tỏi thì em bằm sẵn hết rồi. Giờ em bắt cái nồi lên, giờ em cho tỏi với sả vô, mình phi thiệt là thơm vô. Phi tỏi và sả vàng rồi mình sẽ cho ngải bún vô. Ngải bún này làm cái nước bún mình cho nó thơm ngon thôi. Đó, sau đó mình sẽ cho đầu cá vô. Không biết mọi người nấu bún cá lóc làm sao chứ nhà em nấu phải có ngải bún nha. Rồi bây giờ cho vô rồi, cho cá vô rồi, lấy cái sạn đảo thiệt đều cho cá nó săn lại cho thơm. Sau đó mình cho nước vô. Nấu cái nồi bún nước này á, tùy theo nhà đông nhà ít, nhà em nhiều thì em nấu cái nồi thiệt là bự. Tại vì người múc tô là hết cái nước lèo rồi, cho nước cho rồi quậy thiệt đều lên rồi đậy cái nắp lại. Chuyển cảnh quay qua trước nè. Đó, quay cây mai cho mọi người xem nè. Cây mai thì nó nở hết rồi, nó muốn rụng hết rồi. Sắp sửa mình cũng đi làm rồi đó. Đó, cảnh quê rất là yên bình nghe mọi người. Về quê thì không muốn đi đâu. Tại vì con về mình nghèo mình phải đi làm thôi. Nó xa xứ ai muốn. Đó thì cái nồi nó giờ nó sôi rồi. Giờ em sẽ vớt bọt nha. Vớt bọt xong á mình sẽ chở thiệt đều đều á. Sau đó mình sẽ cho cá ra cái thau nha. Cái thau hay cái dĩa gì tùy theo thôi. Tại vì cá nhiều em cho ra cái chảo luôn. Cá rất là ngon nha. Chứ mình nấu một hồi nữa là cá nó gục hết ngon luôn. Sau đó em cho củ cải trắng vô. Đó, củ cải trắng vô làm cho cái nước mình nó ngọt thôi. Rồi mình sẽ nêm nếm thần lợi thôi, mình cho 3 muỗng đường gì đó, muỗng gửi bột ngọt, thêm muỗng gửi nước mắm nữa, chá canh nước mắm gì đó. Nó quậy thiệt là đều cho nó thơm lên, mình nêm nếm vừa ăn là được nha mọi người, tùy theo nha. Để đừng nói em ăn ngọt ăn mặn gì nha. Rồi sau đó mình cho hành lá lên, cho nó trang trí, cho nó có màu mè cho nó thơm. Rồi chuẩn bị em giờ em sẽ chuẩn bị một tô bún nha. Ăn bún mà không có rau là không có ngon đâu. Rồi cho rau vô rồi thì mình cho bún nha. Ai ăn nhiều ít thì tiện nha. Rồi sau đó mình sẽ múc cái nước lèo. Đó múc thiệt là nhiều luôn. Nó về quê mọi người ơi, có gì ăn nấy nha. Em thì nói chuyện không gành, mọi người coi clip thì nhớ bỏ qua không cảm giùm em nha. Rồi chan nước lên rồi đầy rồi thì giờ em sẽ gấp cá nha. Thì mình cho cá cái thao mình dễ gấp nè. Nhiều người ăn nhiều thì gấp nhiều nha. Bây giờ em sẽ ăn cái đầu, chuẩn bị cho em một chén nước mắm nha. Có 4 chén ớt gì đó dầm cho thiệt là cay chan lên. Ăn cái này phải có nước mắm cay ăn mới đã nha mọi người. Thôi không nói chuyện vòng vo nữa, mời mọi người ăn bún với em nha. Buổi sáng là được tô bún này là ấm lòng nha mọi người. Rồi ok nha. Rồi anh chị em nào chưa đi làm thì comment cho em biết coi. Anh chị nào có đi làm xa rồi đó thì cũng chung hoàn cảnh nha, cũng xa xứ về quê mà. Về quê thì không muốn đi mọi người ơi. Đó, ok mọi người nha. Từ giờ em cũng biết nói vậy hơn. Dòng do thì chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng nha. Qua năm thì gắn cài mọi người, gắn lại em làm có tiền. Thôi em định kết thúc video đây nha. Thì cái video em quay thì cũng ngắn thôi, cũng được dài đâu. Nói chuyện thì được hay cho mấy. Rồi em xin kết thúc video, hẹn ở nhà clip sau nha. Bye và chào tạm biệt.